Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lá thư thứ 52. Lời khuyên người em trai. Lý sự cơ. Đường em, học Phật cần phải biết nhẫn nại, từ từ mà hiểu thì mới có thể thâm nhập vào Phật pháp. Một câu hỏi của em về lục đạo luân hồi đã liên quan đến những cảnh giới rộng lớn. Anh muốn tóm gọn một cách tổng quát, nhưng đã trải dài qua bao nhiêu trang giấy rồi mà chưa giải quyết xong. Thấy được điều này nên ngay từ đầu anh đã nói, đừng bao giờ nghĩ rằng những thắc mắc của mình là nhỏ nhặt. Nhỏ là vì mình chưa thấy, chứ nếu thấy được thì cái nhỏ đó có thể sẽ lớn bao trùm cả hư không pháp giới. Một là tất cả, tất cả là một. Hiểu được pháp Phật thì từ một điểm có thể thấy đến cảnh giới vô lượng vô biên. Trong vô lượng vô biên cảnh giới, ta có thể thâu tóm lại thành một điểm. Càng hiểu càng sâu, càng thấy càng rộng. Phật pháp thật là thậm thâm vi diệu. Nếu hời hợt đứng bên ngoài nhìn vào thì khó liễu ngộ được chân tướng vậy. Đối với đạo pháp quá sức thâm sâu cao diệu, muốn hiểu phải lấy cái tâm thanh tịnh mà hiểu, đừng nên chú trọng quá nhiều vào hình thức. Anh thường nói rằng, người thích nghiên cứu có tỷ lệ thành tựu thấp hơn người chí thành tu tập. Nghiên cứu nhiều thì cái tâm của mình thường chạy ra ngoài để lượm lặt những thứ kiến thức hữu lậu vô thường của thế gian. Đó là sống theo vọng tâm, hay gọi là ngoại đạo. Người chí thành tu tập thì họ chuyên nhất vào một chuyện chính yếu để thoát ly sanh tử luân hồi. Họ lo thúc liễm thân tâm, làm cho tâm định lại, có sức sống nội tâm mạnh, đó là nội đạo. Phật giáo là nội đạo hay tâm đạo chứ không phải là ngoại đạo. Nói cụ thể, người muốn học Phật thì nên dành nhiều thời giờ niệm Phật để vãng sanh. Đây là việc chính. Thêm nữa, hãy lo bố thí giúp người, ăn ở hiền lành, khuyên người niệm Phật, làm trợ hạnh để tô bồi, có công đức vãng sanh. Người thật sự tu hành thì phải lấy chuyện chính làm chính. Người chưa biết tu hành thì thường lấy cái phụ làm chính. Chính là sao? Vãng sanh thành Phật. Phụ là sao? Tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Có nhiều người nghĩ rằng, đời còn đẹp quá, hãy lo hưởng thụ vật chất được ngày nào sướng ngày đó, chứ dạy gì tu hành cho khổ. Họ lo hưởng thụ, lăn vào nhiều thú giải trí và cho đó là vui sướng. Còn việc gìn giữ giới hạnh, ăn ở hiền lành, niệm Phật tu hành là khổ. Đây chỉ là một quan niệm sống rất bình thường, chứ không phải là một lý tưởng đặc biệt hay cao thượng gì đâu. Nghĩ rằng hưởng thụ để cho sướng, nhưng thật sự có hưởng được sự vui sướng hay không là một chuyện khác. Người đam mê phim tàu thì suốt ngày thích xem phim tàu. Người đam mê hội họa thì thích thú vẽ tranh. Người mê coi phim mà bắt họ xem tranh thì giống như bị phạt. Người thích hội họa mà bắt họ coi phim thì khác nào như bắt đi ở tù. Thích thú một việc gì là do cái tâm của ta đam mê vào đó mà ra, chứ không phải chính việc đó là thật sự tốt đẹp hoặc ích lợi làm cho mình thích thú. Do đó nghĩ rằng hưởng thụ vật chất là sướng thì cái sướng này còn khá phàm tục. Tu hành là khổ thì cái khổ này là tại vì con người chưa biết tu. Một người khi đã giác ngộ đường tu thì sự tu hành trở thành một sự thích thú của họ. Một người quyết lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì niệm câu Phật hiệu là điều sung sướng nhất. Nếu lôi kéo họ đi xem một buổi đại nhạc hội thì chẳng khác gì bắt họ chịu một buổi thọ hình. Như vậy, vui thích hay không hoàn toàn tùy thuộc vào cái tâm. Tâm hồn chúng ta đam mê ở đâu, cho ta sự vui thích ở đó. Hòa thượng Tịnh Không thường nhắc đến câu này: người gặp chuyện vui thì tâm hồn sảng khoái. Sự sảng khoái này không phải từ bên ngoài đưa vào, mà chính niềm vui từ bên trong phát ra. Tuy nhiên,
ta cũng nên chú ý, có cái thích thú phàm phu dẫn đến chỗ đọa lạc, có cái thích thú thánh thiện đưa ta đến chỗ giải thoát thành đạo. Dẫn đến chỗ đọa lạc là hậu quả của cái tâm mê muội, dẫn đến chỗ giải thoát là kết quả của cái tâm giác ngộ. Chính cái tâm này nó xác định chân tướng vạn pháp. Tâm đang mê thì thấy được thế gian pháp, tâm đang ngộ thì thấy được Phật pháp. Thế gian pháp và Phật pháp là một chứ không phải hai, chỉ khác nhau ở chỗ tâm mê hay ngộ mà thôi. Đường à, em muốn hiểu sâu để tu hành cho tốt, ý hướng này đáng khen, nhưng câu hỏi của em nó bao gồm những cảnh giới bao la, khó giảng giải cho tường tận. Một vài thư nữa anh sẽ cố gắng chấm dứt đề tài này, nhưng trước khi qua đến những câu hỏi khác, anh sẽ giúp cho em một phương pháp để hiểu. Nếu biết áp dụng thì em dễ hiểu sâu vào Phật pháp. Muốn hiểu Phật pháp thì đừng chạy theo cái ngọn, đừng ham mê nghiên cứu quá nhiều thuật ngữ, mà hãy biết nắm lấy cái điểm then chốt thì tự nhiên sẽ thấy rõ tất cả. Một trong những biểu thị của pháp Phật là cái bánh xe gọi là pháp luân. Bánh xe pháp luôn luôn quay tròn gọi là pháp luân thường chuyển. Nếu muốn hiểu sự chuyển động của pháp luân thì đừng nhìn theo cái bánh xe quay tròn mà ta sẽ bị chóng mặt điên đầu. Hãy nhìn vào cái trục của bánh xe thì thấy rằng tất cả đều chỉ quay quanh cái trục đó mà thôi. Ví dụ, ở quê các em nhỏ thường cắt giấy làm chong chóng. Nếu ta theo dõi cái cánh chong chóng thì ta sẽ không thấy gì đâu, hoặc nhiều lắm cũng chỉ thấy được lờ mờ cái dáng quay điên cuồng trong không khí, chứ không thể thấy rõ ràng được. Hãy nắm lấy cái trục của nó thì ta có thể xoay hướng, điều khiển được cái chong chóng quay theo ý muốn của mình. Phật pháp cũng vậy, phải biết nắm lấy cái then chốt thì vạn pháp từ đó sẽ xuất sanh. Then chốt ở đâu? Về lý thì vạn pháp duy tâm, nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh, nhất thiết duy tâm tạo. Những câu này là then chốt của pháp Phật. Về sự thì tính hạnh nguyện đầy đủ, về cơ duyên thì buông xả. Hầu như thế nào anh cũng nhắc đến những câu này là để những điều then chốt thâm nhập vào tâm, anh gọi là lý sự cơ. Xoay quanh ba cái trục hay tấm kiến này thì em sẽ vượt qua hầu hết trở ngại. Khi đi khuyên người niệm Phật, nếu có được hỏi đến Phật pháp thì hãy dựa theo đây mà giải quyết. Gặp người bị trở ngại về lý đạo thì lấy tấm kiến vạn pháp duy tâm chiếu vào để giải cho họ. Gặp người chưa biết đường tu thì lấy tính hạnh nguyện ra khuyên. Gặp người còn đi hàng hai, tu hành còn lòng vòng, còn ham thích đủ thứ thì khuyên nên biết buông xả, biết xem nhẹ thế trần, nên ly xa những cách tu rườm rà bất liễu giáo. Hiểu về lý để biết cương lĩnh tu hành, biết về sự để thực hành cho đúng, biết buông xả để đường đi không bị chướng ngại. Đây là những điểm rất quan trọng. Trong đó, buông xả mới tương ứng được với lý và sự ở trên. Tương ứng thì lý sự viên dung, viên thành Phật đạo. Không tương ứng gọi là lý sự chướng ngại, đường tu hành khó thành tựu. Viên dung hay chướng ngại là do có biết buông xả hay không. Đến đây, coi như em đã nắm được cả lý đạo, sự đạo và căn bản tu hành một cách tương đối tạm đủ. Bây giờ anh hỏi lại, như thế nào gọi là tu hành? Em tự trả lời được chăng? Trong thư của em có viết, quả thật tu khó, không phải đơn giản. Thấy thì đơn giản, nhưng làm thì không đơn giản. Nhìn lại thấy mình lầm lỗi quá nhiều, nghiệp chướng quá sâu dày. Cố gắng sửa, cố gắng sám hối mà vẫn cứ phạm giới. Lòng thòng bên Phật, bên đời, có điều mình không muốn mà vẫn phải làm. Mong tới một ngày con cái lớn khôn, nợ trần một phần đã trả, em sẽ xả bỏ tất cả, một mình trên con đường tu tiến dũng mãnh. Cái ý tưởng biết hồi đầu tu hành của em thật là khá tốt, rất đáng khen. Nhưng xét kỹ thì vẫn còn chấp, thành ra mới thấy lòng thòng. Một dịp nào khác rảnh rỗi hơn, anh sẽ phân tích thêm cho em.
Bây giờ hãy lấy ba tấm kiến, lý, sự, cơ ra chiếu soi thử coi có thể làm sáng tỏ được gì không. Nói về lý, vạn pháp duy tâm, thì khó hay dễ là do tâm mình bị khó, chứ không phải tu khó. Sở dĩ có cái khó này là vì ta chưa định nghĩa được tu là gì, thành ra hướng nhìn còn hơi mờ mịt. Tu là tu sửa, cái gì sai thì sửa lại cho đúng. Sửa tham là đừng tham lam nữa, hãy có lòng thương người, giúp người, sống đơn giản, bỏ bớt sự ham muốn về vật chất đi. Sửa sân là đừng nóng giận, tâm đừng lao chao, từ từ mà làm. Mình đã từng làm sai thì người khác cũng phải sai, cớ chi lại giận ghét. Sửa si là đừng bướng bỉnh nữa, phải biết nghe lời Phật dạy. Hãy biết học với thiện tri thức, hãy xa lìa bạn bè xấu, đó là tu, chứ không phải chỉ vào chùa mới là tu. Đừng nghĩ rằng xuất gia chỉ là hành động bỏ nhà vào chùa, không phải vậy đâu. Bỏ nhà vào ở chùa chỉ là mới xuất được cái điền trạch gia hay thế tục gia mà thôi. Không tu mà bỏ cái nhà đi, lập lên cái chùa, thì cái chùa cũng là hình thức một cái nhà. Cái nhà chùa còn lớn hơn và nợ nhiều hơn nhà riêng vậy. Nên nhớ, xuất gia ngoài cái thế tục gia, còn có cái phiền não gia, tam giới gia, sanh tử gia, phải xuất cho trọn vẹn mới được. Trong kinh, Phật dạy rằng, xuất gia có bốn loại. Một, thân xuất gia, tâm chẳng xuất gia. Hai, thân chẳng xuất gia, tâm xuất gia. Ba, thân tâm đều xuất gia. Bốn, thân tâm đều không xuất gia. Thân xuất gia mà tâm không xuất gia không tốt. Thân không xuất gia mà tâm xuất gia, đây là hành của Bồ Tát, rất tốt. Trong đời mạt pháp này, nếu căn cơ và duyên phận chưa đủ, nên tu theo hạnh này là an ổn nhất. Thứ ba là thân tâm đều xuất gia, đây là tâm hành của Phật, rất tốt, nhưng phải xuất cho trọn vẹn bốn cái gia mới được, nếu không thì dễ bị rơi vào dạng thứ nhất. Còn thân tâm đều không xuất gia thì cách tu này hoàn toàn thất bại, dù hình thức có ra gì đi nữa vẫn là phàm phu, xin miễn bàn. Nay em đã nghe thêm được một lời khuyên thì hiểu thêm một sự thật: nếu trong đời gặp những chuyện lỗi đạo, phá giới vân vân, thì đó là cá nhân lỗi, chứ không phải Phật pháp lỗi, nhất định không được quơ đũa cả nắm. Người cư sĩ tại gia làm đúng phần sự mãn phần ưu bà tắc, cũng có công đức rất lớn, chứ không phải tầm thường đâu. Trong quá khứ, có những vị đại đức tổ sư tự xưng là xuất gia ưu bà tắc, nghĩa là xuất gia mà chỉ giữ năm giới của cư sĩ tại gia. Trong thư em có hỏi về ưu bà tắc, anh sẽ quay trở lại chuyện này sau. Ở hội Tịnh Tông, Hòa Thượng Tịnh Không cũng chủ trương tương tự. Ngài khuyên đệ tử phải quyết lòng giữ trọn vẹn năm giới và thủ pháp của đạo tràng, đồng thời thực hiện năm khoa mục tịnh độ, gồm có tam phúc lục hòa, tam học lục độ, thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Ngũ khoa tịnh độ có kèm theo trang cuối của kinh Vô Lượng Thọ, chuyển dịch âm Hán Việt. Nói về cơ duyên, biết buông xả thì ở đâu tu cũng được, buông xả chưa được thì tại gia cũng khó, xuất gia càng khó hơn. Buông xả là tâm hồn phải biết xa lìa vọng niệm, buông bỏ ngoại duyên, cắt bỏ những ái nhiễm của thói đời, chứ buông xả không bắt buộc phải xa gia đình, bỏ vợ con, bỏ việc làm. Nghĩa là hình thức bên ngoài thì không khác gì với thiên hạ, nhưng trong tâm hồn thì thảnh thơi an lạc. Làm có tiền nhiều thì tốt, tiền ít cũng không sao, từ từ làm thêm. Hoàn cảnh mình khó, hãy nhìn nhiều người còn khó hơn, mình khổ còn có người khổ hơn. Hiểu được vậy thì tự nhiên thấy mình còn khá may mắn. Buông xả được thì tâm hồn sẽ an nhiên, thanh tịnh. Hãy thấy một sự thật rằng, vài mươi năm lưu xác ở thế gian này, sau cùng sự nghiệp, tiền tài, tiếng tăm, giận hờn, hơn thua thắng bại, vân vân,
tất cả cũng trở thành số không. Do đó, buông xả có nghĩa là hãy coi mọi sự biến chuyển của thế đời như một vở tuồng đang diễn ra nơi quán trọ. Ta trọ một thời gian rồi ta đi. Đã là người lữ khách thì cớ chi phải xen vào chuyện của quán trọ cho bị vướng víu, cho mệt tâm, để mãi mãi phải chịu nợ cái quán trọ và bị chủ quán trói chân mình lại. Nói về sự thì lòng thòng bên Phật bên đời là vì chưa biết đường tu. Phật pháp bất ly thế gian pháp, thì giữa Phật và đời đâu còn chỗ để phân biệt. Biết vậy thì có gì mà phải lòng thông. Tin Phật, niệm Phật, phát nguyện vãng sanh là đang tu, chứ tu hành đâu phải chỉ dựa vào hình thức bên ngoài. Tin thì tin ta có thể thành Phật, tin Phật nói không sai, tin nhân quả, thì niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Tin lý sự, lý chính là vạn pháp duy tâm, tâm ta đã có đầy đủ. Sự là tin chắc có thế giới Tây Phương Cực Lạc, cứ ngày ngày thành tâm niệm, phải làm thiện lành, phải xa lìa điều ác. Làm được việc thiện lành nào đều đem hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, chứ đừng cầu xin được trả ơn, được khen tặng. Cứ làm như vậy, rồi nguyện vãng sanh thì cuối đời sẽ được vãng sanh. Vậy thì tu hành đơn giản chứ không phải rắc rối lắm đâu. Ở đâu lúc nào tu cũng được, cần gì phải đợi ngày con cái lớn khôn phải tách ly gia đình. Hẹn ngày con cái lớn khôn mới tu, giả như chúng nó lớn mà không khôn thì làm sao tu? Lỡ mình chết trước khi chúng nó lớn thì ai tu giùm cho mình đây? Muốn tách ly gia đình, lỡ tách không được thì sao? Càng đặt điều kiện càng trói buộc mình. Bây giờ trả lời câu hỏi ư bà tắc là gì? Đây là chữ dịch âm tiếng Phạn, nghĩa là cận sự nam, thành tính nam, cận túc nam, thanh tịnh nam, vân vân. Nói chung là người cư sĩ tu tại gia phụng sự Tam Bảo. Nếu là nữ thì gọi là ư bà di. Năm giới cấm cho cư sĩ tại gia là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu. Người cư sĩ thọ đủ và giữ đúng năm giới gọi là mãn phần ư bà tắc hoặc ư bà di. Về giới luật thì chúng ta cần phải thực tế. Em hiện là cư sĩ tại gia, chưa thọ qua giới luật, nhưng vẫn có thể học Phật và giữ giới được. Giới cấm là sự tự nguyện, không phải bắt buộc. Thông thường muốn học Phật nên thọ tam quy và ngũ giới. Thọ trì tam quy là quy y Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Quy là quay về, y là nương tựa, Phật là giác không mê, pháp là chánh không tà, tăng là tịnh không nhiễm. Như vậy, quy y Tam Bảo là quay về nương tựa với giác, chánh, tịnh, không được mê muội, không được tà vậy, không được ô nhiễm nữa. Sự giác ngộ, chánh tri, chánh kiến và tâm thanh tịnh đều có sẵn trong tự tánh của chúng ta, chứ không phải ở ngoài. Coi thêm bộ Tu Phúc Tu Huệ, có cuộn video nói về tam quy ngũ giới do Ngài Tịnh Không giảng rất rõ ràng, có dịp anh sẽ gửi về cho em. Tam quy ngũ giới là hai vấn đề khác nhau, chứ không phải một. Người Phật tử có thể chỉ xin thọ tam quy trước, rồi từ từ thọ ngũ giới sau, hoặc chỉ thọ tam quy rồi, tự nguyện thọ ngũ giới cũng được. Nhất là những người có hoàn cảnh quá khó khăn thì cần uyển chuyển, đừng nên thọ giới rồi phá giới bừa bãi. Nếu các em nhắm mình chưa thể giữ đủ năm giới thì chỉ thọ tam quy. Cha má mình cũng nên đi thọ tam quy. Nói với Như Ngọc, hướng dẫn cho cha má sớm làm việc này. Có quy y Tam Bảo thì tâm có chỗ nương tựa, khỏi bị chơi vơi. Năm giới cấm là sát, đạo, dâm, vọng, tửu. Bốn giới đầu là căn bản giới, còn uống rượu là để tránh cái tâm khỏi bị mê loạn mà phạm phải bốn giới kia. Các em cứ tự xét mình có khả năng giữ được giới nào. Ví dụ uống rượu dễ giữ nhất, thì lên trước bàn thờ Phật nguyện xin giữ giới này. Sau đó thế giới trộm cắp cũng có thể giữ được,
thì trước bàn thờ Phật xin giữ thêm. Nên nhớ, tâm còn yếu thì phải tự nhắm sức mình, giữ được giới nào thì phát nguyện giữ giới đó. Tu hành nên trọng về thực tế, không trọng về hình thức. Người dự lễ thọ nhiều giới mà không nghiêm chỉnh giữ giới thì có ích gì đâu. Cho nên cứ nhắm sức mà thọ, hẳn nhiên phải nên biết cầu tiến. Đã thọ giới thì quyết tâm giữ giới. Ví dụ, trước đây trong các bữa tiệc, mình hay xung phong cắt cổ gà. Đây là vì tâm sát còn quá nặng, lòng từ bi chưa phát sanh. Thật ra lật ngửa cổ con gà ra mà cắt, mà không có một chút động tâm thương hại. Nay đã thọ giới rồi, đã ý thức được nghiệp sát sanh rất xấu, hệ quả của nó rất tệ hại, thì phải bỏ, không thể vị nể bạn bè mà phá giới sát. Quyết giữ như vậy gọi là thủ giới. Khi thấy rằng mình đủ khả năng giữ trọn năm giới thì quá tốt, nên đến với một vị sư nào đó xin thọ giới. Nếu không có chùa chiền thì mình cứ tự nguyện giữ giới cũng được. Lúc đó mình là mãn phần ư bà tắc. Người nữ thọ tam quy ngũ giới thì gọi là mãn phần ư bà di. Ngoài năm giới căn bản ra, chính mình nên lập giới riêng để thúc liễm thân tâm, đối trị những căn bệnh riêng của chính mình thì mới tiến được. Ví dụ, ta có cái thói quen chơi đùa thường hay cười lớn tiếng, rung đùi, quơ tay, chọc tức đối phương. Dù là đùa giỡn, nhưng đây là một dạng thức của cái tâm loạn động, bất tịnh, thiếu hòa nhã, không hợp tư cách của người đạo hạnh. Nay ta hứa quyết bỏ, đây là giới. Thường nóng giận, quyết tâm bỏ nóng giận, đây là giới. Tự mình quán xét chính mình mà lập thêm giới để giữ, đó gọi là thủ giới và cũng gọi là tu tập. Có tu tập mới có công đức mới được thành tựu. Phản tỉnh lỗi lầm là công, tu sửa lỗi lầm là đức. Tu sửa lỗi lầm là công, lập giới luật để thủ giữ là đức. Thủ giới là công thì thành tựu tâm định là đức. Tâm định là công, sinh ra tâm huệ là đức. Cho nên thủ giới rất quan trọng. Từ đó từng bậc công hạnh của mình nâng cao lên đến chỗ thành tựu. Biết được lý, sự, cơ, hãy đem nó ra áp dụng vào chỗ này, rất thỏa đáng. Ví dụ cơ là buông xả, những lỗi lầm của mình nên biết tự phản tỉnh mà buông bỏ nó đi. Đây là công. Buông lỗi lầm rồi mà không lập giới để giữ thì có thể tái phạm lỗi lầm, đó là có công mà thiếu đức, đưa đến sự tu không bền. Sự tu không bền là do thiếu chí hướng, tâm còn mê muội, phàm phu, lý. Ba trục lý, sự, cơ đã thiếu mất hai, thành ra lý sự chướng ngại, khó thể thành tựu. Ngược lại, biết đường tu hành, có chí hướng vãng sanh Tây Phương, đây là có tâm đạo thuộc về lý. Có hạ thủ công phu tu tập, có niệm Phật hằng ngày, đây thuộc về sự. Có lý sự đầy đủ, nhưng không chịu phản tỉnh lỗi lầm, còn tham lam sân giận, ngã mạn tự cao bướng bỉnh, cố chấp ích kỷ, đây là do không biết buông xả, cứ bám rễ vào tam đồ lục đạo luân hồi, thành ra thiếu cái trục cơ duyên. Vì thế lý đạo và sự tu chỉ còn là hình thức trống rỗng. Ví dụ khác, có người tu hành rất tinh tấn, chuyên công niệm Phật, ăn ở hiền lành, tâm địa thiện lương, buông bỏ được những thói hư tật xấu thế gian, tu hành rất cần phấn, nhưng lại không nguyện vãng sanh Tây Phương, không tin có thế giới cực lạc. Những dạng tu hành này rất phổ thông, họ là những người tốt, hiền lành, nhưng đáng tiếc là có cơ, có sự mà thiếu lý đạo. Vạn pháp duy tâm tạo, tâm không muốn vãng sanh thì bao nhiêu công đức tu hành trở thành phước báu, đời sau có thể hưởng phước. Hưởng phước rồi thì sao? Đi dạo tìm thử coi, có mấy người quyền cao chức trọng mà biết tu, có mấy người giàu sang phú quý mà biết tu. Hưởng phước để chờ đại nạn, thật tội nghiệp cho họ vậy. Trở lại chuyện cảnh giới, cũng nên nhớ rằng mục đích của anh là khuyên người niệm Phật,
thì tất cả mọi thứ đều xoay quanh mục tiêu này. Biết cảnh giới thì phải lợi dụng cảnh giới để niệm Phật. Điểm quan trọng là chính các em phải biết tu hành. Tu hành thì cái hạnh đầu tiên là cố gắng lo tròn chữ hiếu, phải biết ứng dụng vào hoàn cảnh thực tế để điều chỉnh cho thích ứng, giúp cha mẹ mình được vãng sanh viên thành đạo quả. Đây mới là điều tốt. Còn những kiến thức xa vời mông lung thì phải buông bỏ đi. Thư trước, anh nói về cảnh giới người còn quá thấp kém. Nếu tâm còn muốn sanh trở lại làm người thì phải mất phần vãng sanh, tự chịu đọa lạc. Vì vậy, muốn khuyên người niệm Phật để được vãng sanh thành Phật thì đừng khuyến khích những pháp tu nhân thừa. Cha mẹ mình hồi giờ chuyên tu về nhân thừa, hay lấy câu 10 người chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra thái bình. Nghĩ đến cảnh nhân loại trên thế gian bị diệt chết 9 phần, sợ quá cho nên phải tu để lọt vào một phần tử sống sót đó mà làm người trở lại. Sự tìm cầu này không phải xấu, nhưng khó thoát nạn. Vì sao? Vì nghiệp chướng trong vô lượng kiếp của mình chưa trừ, vì cộng nghiệp chúng sanh quá nặng, vì cạm bẫy của ngoại đạo hưng thịnh, vì tâm của mình còn vô minh chưa phân biệt nổi chánh tà, vì oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp chưa được hóa giải, vân vân và vân vân. Chính vì thế, tu để cầu thành người mà mong được thoát nạn thật là một điều quá sơ hở. Trong nhiều thư trước, anh thường nhấn mạnh điều này là để cho các em hiểu, cho các anh chị em hiểu, hầu góp ý xây dựng chung, cứu độ cho nhau, nhất là cứu huệ mạng những người ở tuổi xế chiều. Tu để thành người là pháp tu có thiện, nhưng không có chung, nên rốt cuộc khó có thiện chung. Làm thiện để cầu hưởng phước, thì thiện là hình thức, còn tham là nội dung. Chính vì vậy mà cách tu thiện này bị kẹt trong tam thế oán, cuối cùng không thoát được đại nạn. Muốn thoát nạn, muốn ra khỏi lục đạo sanh tử luân hồi thì phải tu tịnh nghiệp, chứ không thể tu thiện nghiệp. Tịnh nghiệp là đại thiện giải thoát, thiện nghiệp là tiểu thiện hưởng lợi chờ hại. Hai cách tu về hình thức thì tương tự, nhưng tâm niệm thì khác xa. Đã có cái căn bản về lý sự cơ thì gặp một vấn đề nào cũng nên lấy ba cái kiến này ra mà chiếu, các em sẽ thấy vấn đề dễ dàng và rõ ràng hơn. Cũng nên nhớ rằng, lý sự cơ là cách nói của riêng anh. Nó thành ba chân vạc giúp anh giải quyết khó khăn. Anh chỉ dẫn lại cho các em để áp dụng, chứ không phải là một pháp đã có trước. Không biết trước đây có ai đã nói như vậy chưa? Nhưng không sao, đây chỉ là phương tiện để sử dụng. Đúng hoặc sai là do tâm ngộ hay mê mà thôi. Thôi, anh bắt đầu nói đến cảnh giới Atula, là cảnh giới thiện cao hơn cảnh giới người. Quỷ thần là cảnh thiện, đúng, nhưng đối với chư trời thì quỷ thần còn thấp hơn, còn xấu ác. Đối với chư Phật và các thánh ngoài tam giới thì quỷ thần còn cách xa vời vợi. Quỷ thần Atula có phước báo lớn hơn người, nhưng vẫn còn là cảnh giới trong lục đạo sanh tử luân hồi, có tâm sát và đấu tranh rất lớn. Đức Khổng Phu Tử dạy, hãy kính quỷ thần, nhưng đừng theo quỷ thần. Lời khuyên này rất chí lý. Muốn sanh lên cảnh giới Atula thì phải tu 10 điều thiện. Về thân thì không sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Về miệng thì không nói hai chiều, nói điều ác độc, nói láo, nói thêm. Về ý thì không tham lam, sân giận, ngu si. Làm 10 điều này đến trên 90% thì mới có thể sanh thiên hoặc Atula. Như vậy, muốn thành loài quỷ thần Atula không phải dễ. Phật dạy, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Tất cả đều phải làm thiện. Muốn thành người, thành thần, thành trời, thành Phật Bồ Tát cũng đều phải tu thiện. Nhưng tại sao cũng là tu thiện mà cảnh giới lại khác nhau? Trả lời, lấy ba trục lý sự cơ chiếu vào là thấy ngay.
muốn thành người, quỷ thần trong lục đạo là do tâm mình muốn ở lại trong sanh tử luân hồi, cho nên mới chủ tâm tu theo các pháp nhân thiên. Muốn thành Phật, vượt thoát càn khôn, vĩnh ly sanh tử luân hồi cũng do tâm muốn, cho nên mới tu theo pháp xuất thế gian. Thế gian hay xuất thế gian đều do tâm tạo. Thờ Phật, niệm Phật, nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì được thoát ly tam giới thành Phật. Thờ quỷ thần, tiên ông, thần linh thì phải đành ở lại trong lục đạo mà tiếp tục chịu khổ nạn. Tất cả là do chính con người tự chọn lấy, chứ không ai bắt buộc mình cả. Những vị thần tiên được người ta thờ thường là thiện thần, họ muốn giúp người, hướng dẫn người đến chỗ giải thoát. Nhưng con người vì sơ ý, không chịu cẩn thận lắng nghe lời dạy, thành ra đường tu thường bị lạc một cách oan uổng. Anh Năm có tâm nguyện muốn cứu cha má thoát nạn, chỉ đường cho cha má vãng sanh. Cha má mình muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhưng lại thờ thần tiên, thành ra có chỗ vướng. Vì có lẽ chưa rõ cái lý duy tâm, cho nên bị kẹt vào cái sự thờ cúng. Anh đã thấy chuyện này lâu rồi, nhưng chính anh chưa đủ sức xoay chuyển. Thành ra hôm nay, anh mới cố gắng giải bài ra đây, mong rằng các em cùng tất cả anh chị hiểu thấu và nên có lời phân trần thích đáng. Việc thờ phụng có ảnh hưởng rất lớn. Ta thờ gì thì tâm sẽ dính theo đó. Ta niệm gì thì nương theo đó mà đi. Muốn vãng sanh Tây Phương thì phải thờ A-di-đà Phật, niệm Phật. Nên nhớ, thờ A-di-đà Phật là có đủ tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Thần. Nhưng thờ niệm một vị Phật hay Bồ Tát khác thì trở thành pháp tự tu tự chứng, không được sự gia trì của 48 đại nguyện của Đức Di Đà, dễ bị lạc. Còn thờ niệm A-di-đà Phật, cầu về thế giới của A-di-đà Phật thì tâm được chuyên nhất khỏi bị lạc. Tại sao vậy? Đây là nguyên tắc của pháp môn. Phật dạy niệm A-di-đà Phật, ta không niệm danh hiệu này, lại đi niệm danh hiệu khác, thì tự ta tự chọn lấy con đường riêng vậy. Xin nêu ra vài sự sơ ý làm ví dụ. Cách đây mấy năm, Ngài Tịnh Không cho ấn tống hàng ngàn bộ đại tạng kinh của Phật để biếu tặng khắp nơi, mục đích là để lưu tồn Phật Pháp. Có người đứng tên cá nhân xin thỉnh, nhưng không ngờ vẫn được. Một bộ đại tạng kinh in ấn rất đẹp, trị giá trên 3.000 Mỹ Kim. Hơn nữa, 3.000 Mỹ Kim dễ tìm, nhưng bộ đại tạng kinh đầy đủ và hoàn chỉnh của Phật đâu dễ gì có, thành ra nó rất quý. Nhưng khổ nổi, kinh tạng thì bằng tiếng Hoa, người Việt Nam làm sao đọc được. Vì cảm kích lòng từ bi của Ngài, cộng thêm tâm thành kính đối với Phật Pháp, vị đó thường ngày quỳ lại bộ đại tạng kinh và nguyện: đời này con đọc không được, thì xin cho kiếp sau đọc được đại tạng kinh của Phật. Phát ra lời nguyện này quả thật là người có tâm chí thành, chí kính đối với Phật Pháp. Nhưng có người lại nói, nếu Ngài Tịnh Không biết rằng vị đó phải quỳ lại bộ đại tạng kinh và phát nguyện như vậy, thì có lẽ một quyển Ngài cũng không cho, chứ đừng nói chi đến cả một bộ đại tạng kinh. Tại sao vậy? Vì Phật Pháp là phương tiện, thành Phật mới là mục đích chính. Nguyện thành Phật không hay hơn là nguyện tái sanh thành người Trung Hoa để đọc được tiếng Tàu hay sao? Phải chăng vì cảm tình sâu rộng mà con người thường phát ra những tâm nguyện sai lầm mà không hay? Ngài Ấn Quang Đại Sư là Bồ Tát Đại Thế Chí tái lai. Ngài dạy chúng sanh phải niệm Phật, ăn chay làm lành. Ngài nghiêm khắc không cho ai tôn thờ Ngài. Đại Thế Chí là vị đẳng giác Bồ Tát đứng bên phải của Đức A Di Đà Phật. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, cái năng lực của Ngài rất lớn. Mỗi bước chân Ngài đi làm chấn động đến thập phương pháp giới. Ấy thế mà Ngài cũng không cho phép thờ Ngài. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Ngài Đại Thế Chí dạy rằng: thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện tự đắc tâm khai, đóng tất cả sáu căn lại để niệm A Di Đà Phật,
thì tự nhiên thành Phật. Ngài bảo phải niệm A-di-đà Phật, chứ không bảo ai phải thờ Ngài, phải niệm Ngài. Phải chú ý điều này. Cha má mình có tu hành, thờ chính là một vị tiên ông Đại Bồ Tát Ma-ha-tát. Danh từ Bồ Tát Ma-ha-tát là từ trong kinh Phật mà ra. Ma-ha-tát có nghĩa là lớn. Bồ Tát Ma-ha-tát là đại chúng sanh đại hữu tình, một đại chúng sanh đang đi tìm đạo quả. Như vậy, nếu một vị tiên ông đúng là Bồ Tát, thì là một vị Đại Bồ Tát trong một thế giới nào đó vẫn còn phải tu hành. Đại Bồ Tát vẫn còn những phẩm thân tướng vô minh cần phải phá để chứng từng phần pháp thân, tiến lần đến quả vị Phật. Nói rõ hơn, Bồ Tát vẫn phải niệm Phật, cầu Phật gia trì. Rất nhiều vị đẳng giác Bồ Tát ở các thế giới cũng phải niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Các vị đó có tâm đại từ đại bi, giác ngộ hơn chúng ta, có thiện căn phước đức hơn chúng ta. Quý Ngài có khả năng hướng dẫn chúng sanh tu hành, chứ chưa thể cứu độ chúng sanh thành Phật. Chính vì vậy mà trong kinh của cha thường tụng có câu: một lòng niệm Phật, ăn chay làm lành. Ngài muốn chúng sanh được giải thoát nên dạy niệm Phật, dạy thờ Phật. Đệ tử không nghe lời sư phụ, không chịu thờ Phật, lại đi thờ Ngài. Nhiều khi còn nghĩ rằng tiên ông lớn hơn Phật, có quyền năng ban phát ân huệ. Thật là oái oăm. Đây là vì người sai, chứ không phải Ngài sai. Niệm Phật ăn chay làm lành, có đầy đủ lý sự cơ để viên mãn giải thoát thành đạo Bồ Đề. Đây là cái đỉnh tối cao của đại đạo. Rõ ràng là một đạo giải thoát mà nhiều người không chịu để ý đến. Vì sơ ý việc thờ niệm, vô tình đã biến một pháp xuất thế gian giải thoát thành Phật, thành ra pháp thế gian hưởng phước. Thật là oan uổng biết chừng nào. Vì một tâm nguyện cứu cha má, anh đành phải nói cho rõ lý đạo, đừng nên hiểu là sự kỳ thị nhé. Thôi, chuyện này còn dài, sẽ tiếp tục ở thư sau. Tu hành phải biết chọn cảnh giới vãng sanh. Cảnh giới trùng trùng điệp điệp, sai một ly, đi xa mù mịt. Với tâm lực còn quá kém cỏi của chúng sanh, nhất là trong thời mạt pháp này, không thể tự tu tự chứng, không đủ sáng suốt tự chọn chỗ tốt đẹp cho tương lai. Chư Bồ Tát, Đức Thích Ca Như Lai, chư Phật mười phương đồng thanh khuyên chúng sanh phải chuyên lòng niệm A Di Đà Phật, nhất hướng nguyện Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta hãy quyết lòng tin tưởng vào pháp niệm Phật để một đời này được vãng sanh về thế giới Cực Lạc, thành bậc bất thối, chờ ngày thành Phật. Đường đi thẳng tắc, hành trì dễ dàng. A Di Đà Phật và chư Phật mười phương gia trì trong từng tiếng niệm Phật. Ta cứ một lòng niệm Phật, chắc chắn sẽ thành Phật vậy. Thư còn tiếp. A-di-đà Phật, anh Năm, viết tại Úc Châu, ngày 12 tháng 10, năm 2003. Nam-mô A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật. Ấn Quang Đại Sư dạy, người niệm Phật không phải chỉ tu theo sự tướng bên ngoài, mà cần phải để ý trừ phiền não cùng tập nghiệp lỗi lầm xấu xa. Nếu phiền não bớt một phần thì công phu niệm Phật tăng một phần. Trái lại, để phiền não tăng, tất công hạnh phải nuôi kém. Thành ra có người càng tu hành càng đổ nghiệp là bởi vì lý do này.